Anh chàng đẹp trai này sau khi chào tạm biệt mẹ xong liền chạy một mạch vào phòng khóa cửa lại, rồi nhanh chóng mở máy tính lên bật tab ẩn danh của Google và gõ lệnh tìm kiếm phim Sẽ Gầy để quay tay. Đang quay khí thế thì đột nhiên bàn tay của anh xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ khiến thanh niên hoảng quá vội kéo quần lên. Điều kỳ lạ là sức mạnh này có thể tùy ý bật tắt theo ý nghĩ của anh, không lẽ cứ tích cực quay tay thì sẽ xảy ra hiện tượng như thế này sao? Nam chính của chúng ta tên là Mark, ngày nào anh chàng cũng ngồi thơ thẩn trên mái nhà nghĩ về cuộc đời đen như bỉu chó của mình. Bố thì mất sớm, còn mẹ thì cứ vài tháng lại chuyển nhà đến một địa điểm khác khiến anh chẳng có lấy một thằng bạn thân chí cốt nào cả. Hỏi mẹ thì mẹ bảo rằng do công việc bắt buộc nên mới phải di chuyển liên tục như vậy. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Mark cảm thấy có gì đó không đúng khi anh đưa bàn tay của mình lên trước TV. Nghĩ rằng màn hình bị hỏng nên nam chính cũng chẳng bận tâm nhiều. Sáng hôm sau, thanh niên thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi xách đít đi đến trường. Trên đường anh đột nhiên dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang với vẻ mặt đầy đăm chiêu. Đúng lúc này mẹ bất ngờ gọi đến khiến anh chàng giật mình tiếp tục đạp xe đi học. Ngay khi Mark vừa rời khỏi thì từ đâu đó có một nguồn sức mạnh đã cảm nhận được anh. Nam chính đang bon bon trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tông cho một phát ngã cắm đầu xuống đất. Định rằng sẽ giáp đi cho thằng lái xe một trận thì phát hiện chủ nhân của con xe lại là một cô gái xinh đẹp tên Sophia. Thấy gái là mắt anh sáng hơn cả đèn pha ô tô liền tha thứ cho người đẹp. Sau giờ học, Mark được Sophia lái xe đưa về gara nhà mình để sửa lại con ngựa sắt chạy bằng một sức người của nam chính. Quả nhiên có gái vào một cái là tinh thần của thanh niên phấn chấn hơn hẳn. Mark đạp xe lạng lách đánh võng bắc cua các kiểu con đà điểu trở về nhà. Đến nơi anh nhìn thấy mẹ đang nói chuyện cùng với một người đàn ông tên là Edward. Hóa ra ông ta là đồng nghiệp cũ của bố Mark đến đây thăm hỏi động viên tinh thần của hai mẹ con. Cùng lúc đó, tại một cơ sở nghiên cứu bí mật, nhóm các nhà khoa học đang quan sát và tìm hiểu về một vật thể kỳ lạ ở dưới nước. Đột nhiên nó phát ra năng lượng cực mạnh và tạo ra một vụ nổ chấn động. Rồi nhanh chân chim én chạy ra ngoài, đám lính canh lập tức triển khai đội hình cầm theo hàng nóng vây bắt vật thể lạ kia. Nhưng dù có đông quân số hơn rất nhiều lần cũng chẳng thể làm gì được nó. Cuối cùng cả đám ăn hại để cho một cỗ máy kỳ cục thoát đi trong sự bất lực. Bên này Mark đang tâm sự tuổi hồng cùng mẹ và chú Edward thì bỗng nhiên đèn điện vụt tắt khiến mọi thứ tối om như tiền đồ của chị dậu. Anh đẹp trai nhanh chóng chạy xuống tầng hầm để bật nguồn điện dự phòng lên thì nhìn thấy vài quyển sách cô giáo thảo. Thời đại này người ta không đọc sách mấy nữa nên nam chính chẳng thèm quan tâm mà đi lên trên chào tạm biệt Edward. Ông chú đưa cho Mark một tờ danh thiếp và bảo khi nào cần giúp đỡ hãy đến tìm ông. Sau khi Edward rời đi, thanh niên liền chạy tọt vào phòng để xem phim Sẽ Gầy. Và ngay sau đó cảnh tượng lúc đầu phim xảy ra khiến thanh niên sợ vãi linh hồn, quyết định từ nay sẽ không quay tay nữa. Sáng hôm sau, Mark mang theo một cây đèn rồi đi vào khu rừng để kiểm tra thử sức mạnh này của mình. Không ngờ chỉ mới chửi nhẹ một cái mà tất cả mọi thứ đã nổ tan tành xác pháo. Thanh niên vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh này nhưng vẫn phải xách đít đến trường học. Tại đây anh được cô nàng Sophia ngỏ ý muốn rủ đi ăn. Đương nhiên Mark đâu có ngu mà từ chối lời mời hấp dẫn đó. Nhưng vì hí hửng nghĩ rằng sắp được xúc than cho vào cái lò hư hỏng nên anh chàng luống cuống làm hỏng cái máy bán nước. Đúng là báo quá báo mà. Tối đó hai mẹ con Mark ra ngoài tâm sự về người bố đã khuất, nhưng bà Molly lại cười tươi như hoa mà không nói gì. Thế rồi hai mẹ con cứ ngẩn ngơ cười với nhau như bị tâm thần phân liệt vậy. Họ không hề biết rằng cỗ máy kỳ lạ kia đã tìm đến đây và theo dõi nam chính từng chút một. Ngay cả việc thanh niên đi hẹn hò với gái cũng bị nó nhìn thấy. Cả hai bước vào trong quán ăn vặt của người Thái và gọi vài ly sinh tố sầu riêng ra uống. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc này Sophia bắt đầu vào vấn đề chính khi lấy điện thoại ra xin in tư của Mark. Thanh niên định đưa cho cô nàng thì bất ngờ đầu lại đau lên như búa bổ. Anh vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo thì phát hiện nguồn năng lượng bộc phát ngày càng nhiều. Mark đành phải bỏ người đẹp ở lại rồi phóng con ngựa sắt vào sâu bên trong khu rừng. Ngay khi nguồn năng lượng đạt đỉnh, một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến anh ngất trên cành quất. Đến khi tỉnh lại, Mark thấy mình nằm ngủ ngon lành trên giường. Anh vào nhà vệ sinh để kiểm tra thì hoảng hốt khi thấy trên cơ thể mình có rất nhiều vết bầm tím. Đúng lúc này con robot kỳ lạ kia xuất hiện khiến anh chàng giật hết cả trứng cút. Anh vội vừa lấy cây gậy để phòng thủ và la hét không khác gì một thiếu nữ. Thấy vậy nó liền bảo Mark im mẹ cái mồm vào vì điếc tai quá. Sau đó giới thiệu mình tên là Steen, đến từ một hành tinh cách trái đất xương xương vài nghìn năm ánh sáng. Chính nó đã ra tay cứu Mark thoát khỏi vụ nổ năng lượng ngày hôm qua. Khi ấy bà Molly nghe thấy tiếng động trong phòng con trai liền bước vào xem thử. Thanh niên liền bảo rằng con đang xem phim hành động hai người đóng trên giường và kêu mẹ không làm phiền mình. Sau đó anh thay đồ rồi cưỡi con ngựa sắt đưa Steen vào trong khu rừng. Đang đi thì phát hiện có một nhóm người áo đen đang lén lút dò tìm cái gì đó. Bọn chúng nhìn thấy Mark và Steen nên hai thanh niên phải bỏ chạy muốn tụt cả quần. Đúng lúc này Mark đột nhiên nhìn thấy một phần ký ức của Steen rồi bất tỉnh nhân sự. Sau khi núp lùng thành công thoát khỏi sự truy lùng của bọn áo đen, Mark đã đưa Steen đến trường. Tan học, nam chính gặp lại cô nàng Sophia. Anh xin lỗi về hành động lỗ mãng của bản thân khi đã bỏ người đẹp ở lại một mình. Rồi nhanh chóng mang con robot ngoài hành tinh đến nhà máy bỏ hoang nơi mà bố của anh từng làm việc. Tại đây Steen nói rằng nó bị mất trí nhớ tạm thời. Chỉ biết rằng trong người có một tập lệnh phải bảo vệ Mark bằng mọi giá. Nó cũng giải thích về nguồn sức mạnh đang tồn tại trong cơ thể của nam chính đến từ ngoài hành tinh. Và rất có thể sức mạnh đó được truyền từ người bố đã khuất sang cho Mark. Tuy nhiên mẹ lại chẳng kể gì về bố cho anh biết. Có nguồn sức mạnh to lớn trong tay, Mark bắt đầu tiến hành tập luyện theo hướng dẫn của Steen. Anh nhanh chóng làm chủ được nó, chỉ cần đấm nhẹ một cái cũng có thể vỡ cả khối bê tông.
Thanh niên muốn nhảy cao giống siêu nhân nhưng lại hậu đậu trượt chân té xuống. Đúng lúc này Sean biến thành một bộ giáp bảo vệ cơ thể của Mark, nhìn cũng rất gì và này nọ. Khi ấy dòng ký ức của con robot tiếp tục ùa vào đầu của nam chính. Sean bất chợt nhớ về thứ gì đó được gọi là Ultra Linh. Ngày hôm sau Mark tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu, gọi điện cũng chẳng bắt máy nên anh quyết định đi tìm bà. Khi ấy đám người áo đen hôm qua lại xuất hiện, anh đánh con ngựa sắt vào trong hẻm rồi kêu Sean phá hủy lốp xe của bọn chúng. Đang định chim én rời đi thì chạm mặt Sophia, cảm thấy Mark dạo này hành động rất lạ nên cô nàng muốn hỏi rõ sự tình. Nhưng bọn áo đen đã đuổi đến đít rồi, vì vậy anh đành phải cầu xin người đẹp chở mình đi trốn. Trên đường Mark kể toàn bộ sự thật cho Sophia biết và nhờ cô chở đến nhà của ông chú Edwards. Tới nơi anh được ông chú đưa vào trong phòng làm việc và tâm sự kín về những thứ liên quan đến bố của Mark. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng nhiên cơn đau đầu lại xuất hiện khiến nam chính phải bỏ chạy ra ngoài để không gây hại cho người khác. Chạy đến một đường tàu thì anh gục xuống. Đúng lúc đó có một cơn bão kỳ lạ đang hướng về phía anh. Mark liền túm cái váy lên bật tốc hành bỏ chạy rẽ cả đất. Anh nhanh chóng trốn vào trong ống cống để lánh nạn thì nhìn thấy một người đang gặp nguy hiểm. Nam chính liền chạy ra dùng siêu năng lực sửa lại chiếc xe cho bà lão rồi lại tiếp tục chạy trốn. Anh chạy vào trong nhà kho thì cơn bão kia đã kéo đến tàn phá nơi này. Lúc này Mark phát hiện giữa tâm bão có một đốm sáng màu đỏ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Anh nhận ra rằng đó chính là một con Ultra Linh. Ngay lúc ngàn cân treo sợi lông, Nextin đã có mặt kịp thời hợp thể với nam chính. Tuy nhiên con Ultra Linh quá mạnh đánh cho mỗi đứa bay một nẻo. Thôi thì đến nước này 36 kế chuồn là thượng sách. Ngay khi tìm được điểm yếu của Ultra Linh, cả hai liền hợp nhất tung đòn quyết định kết liễu nó. Khi con quái vậy rơi xuống thì họ phát hiện nó giống y hệt Steen. Mark nghĩ rằng cái chết của bố mình có liên quan đến Steen nên anh tức giận đuổi nó đi. Trở về nhà, nam chính nhìn thấy đám người áo đen đã bao vây xung quanh. Anh hoảng sợ vội chạy tụt vòi đến nhà Sophia để hỏi mượn xe và điện thoại của cô nàng. Vì dại trai nên người đẹp liền đồng ý mà không nghi ngờ gì. Trên đường Mark gọi cho Edwards để cầu cứu thì được ông chú hẹn gặp tại nhà máy bỏ hoang. Bên này Sophia cũng gọi điện thông báo tình hình cho Molly biết. Nghe xong bà liền quay qua đám người áo đen kia chửi cho một trận vuốt mặt không kịp. Thằng nào dám truy sát con trai của tao theo ý của cái thằng đầu khớp Edwards vậy? Cả đám thấy vậy liền im lặng không dám nói lời nào. Molly dùng quyền cổ đông lớn nhất trong công ty và ra lệnh cho đám áo đen nhanh chóng tìm con trai của bà quay về. Thằng nào dám cãi lệnh thì xác định cỏ mọc xanh mộ. Không biết cái gia đình kỳ lạ này còn bao nhiêu điều bí ẩn nữa đây. Phía bên kia Mark đã đi đến văn phòng cũ của bố và nhìn thấy hình ảnh trước lúc ông qua đời. Khi ấy Jim cùng với Edwards lên kế hoạch đánh đuổi bọn Ultra Linh đang có ý đồ xâm chiếm trái đất. Jim không ngờ rằng người anh em chí cốt lại hợp tác với bọn chúng đâm sau lưng mình để chiếm lấy sức mạnh của ông. Nhận ra điều đó, ông hết sức phẫn nộ quyết định bộc phát sức mạnh thổi bay phòng nghiên cứu này. Trở lại thực tại, Edwards đã lên phun sức mạnh với bộ giáp Ultra Linh xịn sò con bò. Hắn tấn công và ép Mark đi vào bên trong lõi năng lượng kia để chiếm đoạt sức mạnh của nam chính. Vì Steen đang gặp nguy hiểm nên anh buộc phải làm theo. Hắn không ngờ rằng khi Mark bộc phát sức mạnh lại vô tình đánh thức Steen giúp nó hợp thể với anh. Thế là hai bên liền lao vào nhau giao lưu võ thuật. Nhưng sau 7-7-69 hiệp, nam chính đã rơi vào thế hạ phong vì bị hắn hút mất sức mạnh. Cứ tưởng kiếp này coi như bỏ thì đúng lúc đó đám áo đen do Molly cử đến có mặt kịp thời giải cứu Mark đến chỗ an toàn. Anh cùng với Steen bàn bạc kế hoạch đánh bại tên Edwards. Nhưng dù có tính toán đủ mọi cách khác nhau thì tỷ lệ thành công vẫn là con số 0. Thôi dẹp luôn khỏi tính nữa cho đỡ nhức đầu, Mark liền lao ra có gì thì chơi nấy. Quả nhiên anh vẫn không có cửa so với hắn ta. Edwards bón hành cho Mark phải thở oxy rồi túm cổ anh hút năng lượng. Không còn cách nào khác, nam chính đành phải giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình ra ngoài. Kết quả tên Edwards vì hấp thụ quá nhiều tinh lực mà nổ banh xác. Vậy là Mark đã đánh bại hắn ta và thành công trả thù cho bố. Trở về nhà, anh được mẹ kể cho nghe toàn bộ sự thật. Hóa ra bố của Mark là một người ngoài hành tinh nên cậu mới sở hữu sức mạnh như vậy. Nói xong, Molly đưa cho con trai một sợi dây chuyền. Bên trong chính là bản đồ chỉ đường đến quê hương của Jim. Hành tinh đó cách trái đất xương xương vài nghìn năm ánh sáng mà thôi. Cuối phim, Mark cùng với cô nàng Sophia trở thành một cặp đôi hạnh phúc cho đến khi có người thứ ba xuất hiện. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.